Tôi thích bài nào thì em hát thôi ạ. Được. Chị thích vậy. Vậy cho anh hỏi thêm một câu nữa rằng trong cái lịch sử mà em thường hay tập hát hay đi hát karaoke, mình đã bao giờ mình hát một cái bài nào của anh Đàm Vĩnh Hưng chưa? À, bài Nắm Lấy Tay Anh ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Cảm ơn em, cảm ơn em. Máu. 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 Rồi. Đây là một tiết mục hay nhất trong ngày hôm nay luôn. Cái gì đấy Tâm? Em bình tĩnh Tâm, cứ để cho em bình tĩnh. Nắm tay em thật chặt, nhớ đông đưa thật đều. Chị biết em rất là bối rối. Để sao là mọi người có thể cười như vậy sau khi mà em chỉ nói một cách đơn giản và nhẹ nhàng vậy thôi. Chị biết em đang bị sốc và chị biết rằng là em cần một cái gì đó, cần cái gì đấy gọi là nắm tay em thật chặt, đúng không? Em cứ bình tĩnh, câu hỏi tiếp theo của anh này. Em đã bao giờ hát một bài nào của chị Tâm chưa? À, bài Ước Gì ạ? Anh cũng như tất cả mọi người rất muốn nghe em hát một đoạn bài Ước Gì được không? Em có thuộc không? Chị hát chung với em. Hai, ba. Ước gì? Ước gì? Ước gì? Anh đã không lỡ lời. Ước gì? Đã đừng có giận hơn để giờ đây cô đơn vắng tênh nơi anh đã mất anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp anh một lần, anh sẽ nói anh luôn nhớ anh và anh chỉ có anh. Nhảy luôn. Em có biết tại sao mà anh bảo em hát bài Ước Gì không? Không ạ. Bởi vì anh biết là khi em hát bài Ước Gì là anh Hưng anh sẽ ra anh chị ôm chị Tâm và hai người nhảy với nhau. Còn anh là Ước Gì em ở đây với anh giờ này. Thế là em hiểu ý anh rồi. Thôi, không có chọc bài cái nữa. Thôi, ra đây. Không có chọc nữa. Bình tĩnh. Giờ quyết định sao? Em muốn ngồi xuống không? Em muốn ngồi xuống không? Ngồi xuống nha. Em trời đi chơi sáo vậy nào, chơi thay em luôn. Nói chơi chứ bây giờ em quyết định đi, không sao hết. Thôi không làm mất thời gian của em nữa. Ở trong thâm tâm của em, Thu Phương đâu rồi? Chị Thu Phương còn bấm chọn em luôn. Tôi bỏ chạy rồi, tôi bỏ chạy rồi. Bây giờ nè, chắc chắn là trước khi đi thi, ở trong thâm tâm em đã có một cái lựa chọn đúng không? À, bây giờ em nói luôn một lần cho dễ luôn. Lần này em xin quyết định chọn vào đội ạ. Em xin quyết định chọn vào đội chị Mỹ Tâm ạ. Ok, cảm ơn em. Sản xuất. Rồi, lại đây, mạnh dạn lên. Chúc mừng Phúc nha. Mừng em. Wow. Cứ mừng lên. Kìa. Giọng đẹp. Về. Ôi trời. Tay thôi em, không cần ôm.